tại Đồ Sơn, miền di sản nơi dầu thiêng ngự trị, nơi hội tụ linh khí của đất trời, đã kiến tạo nên một biểu tượng vươn tầm thế giới. Khu du lịch quốc tế đồi rồng Dragon Ocean Đồ Sơn. Sở hữu tọa độ vàng thuộc bán đảo Đồ Sơn, cách Hà Nội chỉ hơn 1 giờ lái xe, thuận tiện kết nối giao thông tới các tỉnh thành lân cận nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại cùng hệ thống danh lam thắng cảnh đặc sắc. Được định vị trở thành một siêu quần thể nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí trên biển lớn nhất Việt Nam. Đến với khu du lịch quốc tế đồi rồng Dragon Ocean Đồ Sơn là sẵn sàng cho một hành trình khám phá ngàn điều kỳ diệu. Sở hữu những lợi thế độc tôn, Dragon Ocean Đồ Sơn kiến tạo một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch và vui chơi giải trí trọn vẹn bậc nhất. Quần thể sân góp 27 lỗ trên biển đầu tiên tại Việt Nam, với tầm nhìn panorama 360, biệt thự trên biển với giá trị độc bản nằm trong biển Hồ Lagoon, có quy mô 27 hecta, lớn nhất Đông Nam Á. Đắm mình trong làn nước trong xanh, lần đầu tiên xuất hiện tại Đồ Sơn, khám phá công viên thần thoại tiêu chuẩn quốc tế, mở ra muôn vàn trải nghiệm mới lạ, thổi bùng nhịp sống sôi động tại thành phố cảng toàn cầu. Thưởng thức tinh hoa văn hóa ngàn đời qua những show diễn nghệ thuật được UNESCO công nhận. Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên hay thăng hoa cùng đỉnh cao nhịp sống thượng lưu. Khu du lịch quốc tế đồi rồng chính là câu trả lời hoàn hảo, khẳng định vị thế của những chủ nhân thời thượng. Đến với Dragon Ocean Đồ Sơn để chọn cho riêng mình khoảng trời tinh khôi nhất, đón nhận linh khí của đất trời và tận hưởng muôn sắc màu cảm xúc tại siêu quần thể nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí trên biển lớn nhất Việt Nam. Khu du lịch quốc tế đồi rồng Dragon Ocean Đồ Sơn, bừng vượng khí, sáng tinh hoa.